Luffy đã thật sự chiến đấu một cách nghiêm túc với Rodok Pijeru hay chưa? Tầm quan trọng của những tay người máy sinh học Mach 3, sức mạnh đáng sợ của Rodok Pijeru, dấu chấm hết cho thiên tài Red Boxy. Ngũ Đốc Tinh Satan đã quyết định tham chiến, trác quỷ sẽ được tiết lộ. Tất cả sẽ được tôi giải đáp trong video hôm nay. One Piece Chapter 1093, Luffy và Rodok Pijeru. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là One Piece Legend. Nếu cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới, kèm theo đó là một vài giả thiết vô cùng thú vị trong One Piece. Vậy là cuối cùng, toàn bộ những thông tin chi tiết cũng như bản RAM của chapter 1093 cũng đã được xuất bản với rất nhiều khung tranh tuyệt đẹp. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất đối với tôi chính là hình ảnh Luffy trong hình dạng kỳ năm chơi đùa với Rodok Pijeru. Nó cho thấy Luffy vẫn chưa thật sự nghiêm túc. Và cho nên trong video hôm nay, tôi cho nó lên tất cả những suy nghĩ của mình về nội dung của One Piece chapter 1093 mới nhất. Còn cụ thể như thế nào thì mời các bạn xem tiếp. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh để mình hoàn thành mục tiêu 100k sub nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đầu tiên, chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem Luffy thật sự đã chiến đấu một cách nghiêm túc với Rodok Pijeru hay chưa. Theo đó, mở đầu chapter là những diễn biến tiếp theo của chapter trước đó. Luffy đã nắm lấy cơ thể Rodok Pijeru trong hình dạng Ginnam khổng lồ. Nhìn vào khung tranh thì có thể thấy hình dạng Ginnam của Luffy là vô cùng to lớn so với Rodok Pijeru. Sau đó Luffy bắt đầu quay và ném Pijeru bay đi thật xa. Tuy nhiên, vẻ mặt của Rodok Pijeru là không hề thay đổi, vẫn rất bình tĩnh. Nó khác xa hoàn toàn với những gì mà Kaido Bá Thú đã từng chịu đựng trước đó. Và có thể thấy Luffy vẫn chưa thật sự nghiêm túc khi chiến đấu với Rodok Pijeru. Bởi hay nhìn trận chiến với tứ hoàng Kaido Bá Thú, Luffy liên tục chuyển đổi và sử dụng những đòn tấn công mới, từ việc hóa thành người khổng lồ cầm sấm sét cho đến việc tung ra cú đấm quyết định hạ gục tứ hoàng Kaido. Và tất cả những đòn tấn công này đều có sử dụng Haki Bá Vương. Tuy nhiên, trong trận chiến với Rodok Pijeru, Luffy vẫn chưa sử dụng đến thứ sức mạnh Haki Bá Vương này. Tiếp theo, chúng ta đến với tầm quan trọng của những tay người máy sinh học Mach 3. Chắc ta tiếp tục chuyển sang cảnh phòng điều khiển, nơi mà bản thể Vega Minh Thật vừa mới gia mã thành công mật khẩu do bản sao bên 06 Zod đã cài đặt trước đó. Để sau đó, vị tiến sĩ này đã cùng với bản sao bên 05 Atlas quyết định đi xuống nhà máy công xưởng. Và mục đích chính là việc giải cứu Bonnie, đồng thời giành lại quyền điều khiển những tay người máy sinh học Mach 3 đã bị Rodok Pijeru chiếm quyền điều khiển bằng con chip trước đó. Bởi ngoài trừ Ngũ Lão Tinh Satan thì Vega Minh chính là người có quyền điều khiển cao nhất. Và một lần nữa, nó cũng đã cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của những tay người máy sinh học Mach 3. Bởi nếu để ý bạn sẽ thấy, ngay sau khi Rodok Pijeru chiếm được quyền điều khiển thì hải quân đã nhanh chóng đổ bộ vào bên trong và chiếm giữ hòn đảo. Trong khi đó, ở bên dưới nhà máy công xưởng, chúng ta thấy Bonnie đã chiến đấu với hải quân khi biến tất cả thành người già và em bé. Điều tương tự mà Bonnie đã từng làm tại quần đảo Sabaody 2 năm trước. Vì Santo Mader đã cứu cô nàng này sau đòn tấn công của Rodok Pijeru, đồng thời sau khi cứu Bonnie thì Santo Mader cũng đã bất tỉnh, nên Bonnie mới hoàn toàn khỏe mạnh như vậy. Và theo tôi, Bonnie và Santo Mader đã biết nhau từ khi còn nhỏ. Lúc Bonnie đi cùng với Kuma, còn Santo Mader thì được Vegapunk thuê làm vệ sĩ. Và tôi thật sự ấn tượng với những hành động của Santo Mader ở những chapter gần đây. Ngoài ra, tôi khá tò mò về năng lực trắc quỷ của Bonnie. Bởi cái cách mà Vegapunk đã nói về Bonnie như thế, Bonnie thật sự là một đứa trẻ. Và nếu để ý bạn sẽ thấy, hiện tại Oda vẫn chưa tiết lộ tên trắc quỷ của Bonnie là gì. Thật sự tò mò. Tiếp theo là trận chiến giữa vua địa ngục Zoro với Roroxy. Liệu đây có phải là dấu chấm hết cho thiên tài Roroxy hay không? Theo đó, sau khi không có bất kỳ một khung tranh nào về trận chiến của hai nhân vật này ở chapter trước, thì ở chapter 1093 mới nhất này, trận chiến đã quay trở lại. Khi mà Roroxy cũng đã chuyển đổi thành dạng mạnh nhất của mình, dạng thức tỉnh trắc quỷ hệ thông thường. Còn Zoro cũng đã bắt đầu nghiêm túc. Nhìn vào khung tranh thì có thể thấy Zoro đã truyền một lượng haki vũ trang rất lớn vào thanh kiếm Yuma của mình. Chúng ta thấy Zoro nói: "Ngươi chỉ được như thế này thôi sao? Vậy thì ngươi không có cửa để chiến đấu với tiền trưởng bọn ta đâu." Một câu nói vô cùng ấn tượng của Zoro, đáp trả cho việc Roroxy đã không công nhận Luffy là một tứ hoàng trước đó. Sau khi nghe thấy câu nói này của Zoro, Roroxy tỏ ra vô cùng cay cú và nói rằng: "Thế à, nhưng vẫn vừa đủ để xử lý số 2 của một băng tứ hoàng đấy." Một câu nói thể hiện sự thừa nhận Luffy là một tứ hoàng của Roroxy, cũng như sự thiếu hiểu biết của thanh niên báo đằng này. Bởi nếu để bạn sẽ thấy, thiền phó hay nhân vật đứng thứ hai trong băng hải tặc tứ hoàng đều có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Ví dụ điển hình là Phượng Hoàng Marco của băng hải tặc tứ hoàng đỏ trắng, tiếp theo là Katakuri, đứa con mạnh nhất của tứ hoàng Big Mom, tiếp theo nữa là King của băng hải tặc tứ hoàng Kaido Bá Thú. Còn với những tứ hoàng hiện tại thì chúng ta có đệ nhất kiếm sĩ Mắt Dị Hào Mihawk của băng hải tặc tứ hoàng Buggy, thiền phó Ben Batman của băng hải tặc tứ hoàng Sao Tóc Đỏ, đội trưởng đội hai băng hải tặc tứ hoàng đầu đen Sirius Mưa, và cuối cùng là vua địa ngục Zoro, kẻ vừa mới bộc phát Haki Bá Vương đánh bại King tại Wano, hay trước đó nữa là để lại vết sẹo trên cơ thể của tứ hoàng Kaido Bá Thú. Và theo tôi, không sớm thì muộn, Roroxy sẽ có một kết cục vô cùng thê thảm khi đối đầu với Zoro. Bởi nếu các tứ hoàng có thể tha cho đối thủ một con đường sống, thì riêng số 2 của một băng hải tặc tứ hoàng đó không hề có sự tha thứ, tất cả đều thật sự nghiêm túc. Tiếp theo là về sức mạnh của Rodok Pijeru. Theo đó, sau khi bị Luffy ném xuống biển, thì vị Rodok này đã ngay lập tức bay ngược trở lại vào bên trong, đồng thời tạo ra rất nhiều bản sao ánh sáng của chính mình. Và có vẻ như đây là một biến thể của chiêu thức Yasakamino Matagama. Những bản sao này đã sử dụng thanh kiếm ánh sáng để tấn công Luffy. Và tất cả những bản sao của Pijeru đều hoạt động một cách độc lập chứ không phải theo một khuôn khổ nào đó. Và đó làm tôi nhớ đến hình nhân thế mạng của Doflamingo. Liệu đây có phải là dạng thức tỉnh của trác quỷ hệ tự nhiên Loza hay không?
Và nếu đúng như vậy thì nó thật sự rất đáng sợ. Bởi nếu chúng ta hình dung Arcanine có thể phăng thăng rồi tung ra những cú đấm nham thạch thì nó sẽ gây ra sát thương vô cùng lớn. Hãy nhìn Kuma mới đây hay Tứ Hoàng Rau Trắng 2 năm trước thì chúng ta sẽ rõ. Dẫu vậy thì đối thủ hiện tại của Gijaru là Tứ Hoàng Luffy Mũ Rơm, cái vừa mới thức tỉnh trác quỷ danh thần thoại Thái Dương Thần Nika. Chúng ta thấy Luffy sử dụng chiêu thức Gomu Gomu no Damstam để tiêu diệt tất cả những bản sao của Dodok Gijaru. Sau khi đánh bại tất cả những bản sao của Dodok Gijaru thì Luffy phát hiện Dodok Gijaru thật không có ở đây, mà vì Dodok này đã quay trở lại phòng điều khiển để tiêu diệt tiến sĩ Vegabin. Tuy nhiên Vegabin đã đi cùng với bản sao bên 05 Atlas từ trước. Và thật không may Usopp đã bị Gijaru túm cổ, còn Rame thì liên tục phải sấm sét về phía Dodok Gijaru. Qua chi tiết này cho thấy sự quyết tâm của Dodok Gijaru phải thu tiêu cho bằng được tiến sĩ Vegabin để hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất của mình. Để rồi sau đó Dodok Gijaru bay về phía con xe Vegatang và tấn công nó bằng sức mạnh trác quỷ ánh sáng. Nhưng trong dạng kỳ năm, Luffy đã đuổi kịp và bảo vệ con xe màu xanh Vegatang bằng cách nhận lấy tất cả những đòn tấn công ánh sáng của Dodok Gijaru từ nhiều hướng. Và tôi đặc biệt chú ý đến chi tiết này bởi Luffy là mặt trời, còn Gijaru là ánh sáng. Liệu sẽ có gì bất ngờ khi Luffy tiếp nhận những đòn tấn công bằng ánh sáng của Dodok Gijaru ở chapter này hay không, khi mà Luffy vẫn chưa sử dụng đến Haki Ba Vương? Nhưng đó là câu chuyện của những chapter sau nữa. Còn hiện tại, con xe Vegatang đã đến được nhà máy công xưởng an toàn. Đồng thời, mình không nằm Atlas để giành lại quyền điều khiển những tay người máy sinh học Bát Ba, cũng như hoàn tất việc lập trình tấn công ngược lại hải quân. Song song với hành động của bản sao bên 05 Atlas là một cái nhìn vô cùng đáng sợ của Ngô Lô Tinh Sao Tinh sau khi nhận thấy tình hình thay đổi. Có vẻ như vị Ngô Lô Tinh này đã biết được rằng đã đến lúc mình phải hành động. Và theo tôi, mục tiêu sẽ là giành lại quyền điều khiển những tay người máy sinh học Bát Ba cùng với những tay người máy Sarabim đã bị nhốt trước đó. Điều này có nghĩa trong một vài chapter nữa, chúng ta sẽ được thấy vị Ngô Lô Tinh Sao Tinh hành động. Ngoài ra có một sự trùng hợp khá thú vị. Khi mà cuối chapter 1092, đôi mắt con robot khổng lồ của đại đã phát sáng, còn cuối chapter 1093 là đôi mắt đáng sợ của Ngô Lô Tinh Sao Tinh. Và theo tôi, rất có thể con robot khổng lồ của đại này sẽ là đối thủ của vị Ngô Lô Tinh Sao Tinh. Và tôi thật sự nóng lòng muốn biết sức mạnh trác quỷ của vị Ngô Lô Tinh Sao Tinh này là gì. Liệu có phải là một trác quỷ trong thần thoại bò rừng mà tôi đã dự đoán trước đó hay không? Thật sự tò mò. Trên đây là toàn bộ những suy nghĩ của tôi về nội dung của One Piece chapter 1093 mới nhất. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.